nhìn khảo. xin chào các bạn bây giờ chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo của bài hai bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng trung nguyên văn là hán ngữ 汉语 Hạn Hạn Gửi Gửi Hai gửi Hai gửi Bây giờ là từ khó Nán Nán Rất khó Khẩn nán Khẩn nán khó không? Nán mà. Nán mà. Hãy nhắc lại từ Hán ngữ hay tiếng Trung. Khải ủy. Khải ủy. Tiếng Trung rất khó. Khải ủy khẩn nán.

Bây giờ là cách trả lời không khó lắm. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói không lắm, không quá. Bú thải Bù Bù Thải Thải Bú thải Bú thải Hãy chú ý ở đây là từ bù đi với một thanh bốn là thải. Bù sẽ đổi dấu thành thanh hai, đọc thành bú. Bù thải, đọc thành bú thải. Hãy nhắc lại khó. Nán Nán Không quá, không lắm. Bú thải Bú thải Không khó lắm, nguyên văn lá, không quá khó. Bú thải nán

Khải ngữ nán, nán mà. Không khó lắm. Vũ thải nán. Vũ thải nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào, nói thông thường. Nǐ hǎo. Chào anh, chào chị, chào ngài. Nói một cách lịch sự. Nín hảo. Rất bận à? Khẩn máng mà.